Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một căn nhà giá rẻ tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 quận Gò Vấp nha. Một căn nhà thiết kế rất đẹp, một trệt một lầu, đúc thật. Với giá bán chỉ có 3 tỷ 500 triệu đồng thôi. Với diện tích ngang 3m7, sâu 10m và đất công nhận đủ. Căn nhà mình là căn nhà góc hai mặt tiền đường. Và hướng chính là hướng Đông Bắc. Giá bán chỉ có 3 tỷ 500 triệu nha anh chị. Một trệt một lầu, 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh. Đây là con đường trước nhà, con đường rộng tầm 3m rưỡi, đường xe ba gác và cách trục đường chính Quang Trung khoảng tầm 50m thôi. Và nhà mình góc hai mặt tiền, hẻm bên hông rộng hơn. Hẻm bên hông phải được tầm 4m nha anh chị. Hẻm bên hông thoải mái đậu xe máy luôn. Một căn nhà đẹp, một trệt một lầu, giá bán chỉ có 3 tỷ 500 triệu đồng thôi. Quý chị cô chú nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng nha. Ngang 3m7, sâu 10m. Sẽ có hai lớp cửa, một bộ cổng sắt và một bộ cửa nhôm Sinfa. Được tặng lại bộ sofa này, ốp sàn gạch 60, bóng kính. Tường cũng được ốp gạch lên tường phải tầm 1m rưỡi. Trần bố trí thạch cao, đèn chùm. Căn nhà khá đẹp, có cửa bên hông và cửa sổ cực kỳ thoáng luôn. Nhà góc hai mặt tiền. Căn nhà mình thì không có lộ giới nha anh chị, không có lộ giới tí nào luôn. Giá bán là 3 tỷ 500 triệu đồng thôi. Và anh chị cô chú nào muốn mua thì hãy gọi ngay về tới nhà đất Bá Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đi xem và sở hữu ngay căn nhà đẹp giá rẻ này. Ngang 3m rưỡi, sâu 10, công nhận đủ, không lộ giới. Giá bán khá là rẻ, chỉ có 3 tỷ 500 triệu thôi. Nhà số hồng riêng, công chứng trong ngày luôn. Hướng Đông Bắc, Tây Tứ Trạch nha. Dưới các gầm cầu thang sẽ có nhà vệ sinh, sử dụng bồn cầu khối, có vòi sen thuyền và có gạch ốp cao lên đụng trần. Trong đây là phòng bếp nha. Phòng bếp chúng ta có cửa sổ bên hông vào luôn. Và được làm bộ tủ bếp gỗ sồi, trần thạch cao, đèn chùm, có ốp gạch lên tường, rất là sạch sẽ nha quý anh chị. Trần thạch cao này. Căn nhà mình chỉ có giá bán là 3 tỷ 500 triệu đồng. Ta vẫn còn thương lượng nữa. Căn nhà giá khá là rẻ nha. Diện tích công nhận đủ, ngang 3m rưỡi, sâu 10m. À 3m7, sâu 10m. Và cùng em di chuyển lên bên trên. Cầu thang đúc rộng tầm 60, ốp đá hoa cương, tay vịn gỗ cam xe và kính cường lực. Di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực lầu 1, phòng ngủ 1-2. Phòng ngủ nào cũng có cửa sổ và ban công nha anh chị. Ốp sàn gạch 60 trên này. Bên ngoài thì sẽ có ban công để cho chúng ta phơi đồ. Và có rèm cửa đầy đủ, chỉ thiếu tí nội thất thôi. Cửa sổ bên hông rất là thoáng luôn, đi được sẵn đều máy lạnh hết rồi. Căn nhà giá rẻ chỉ có 3 tỷ 500 triệu, ngang 3m7, sâu 10m, góc hai mặt tiền đường, đường xe ba gác. Tại trục đường Quang Trung thuộc phường 12 Gò Vấp nha. Toilet bồn cầu khối, gạch cũng cao lên hết trần. Phía phòng số 2 chúng ta vẫn có cửa sổ bên hông. Phòng cũng khá là rộng rãi, thoáng nha anh chị. Quạt treo tường đầy đủ nha. Trên có trần thạch cao và đi sẵn đều máy lạnh rồi. Video của Bá Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.